Trước ngày khai giảng, dự kiến toàn bộ sách giáo khoa lớp 1, 2 và 6 sẽ được chuyển đến tận trường học theo số lượng đăng ký trước đó. Đây là các bộ sách theo chương trình giáo dục phổ thông mới thuộc danh mục mà tỉnh phê duyệt áp dụng cho năm học 2021-2022. Thông qua giáo viên chủ nhiệm của các lớp học cũ đó, để mình rà soát cái nhu cầu đăng ký từ phụ huynh học sinh. Rồi sau đó thì cộng với cái số lượng học sinh mà mình dự kiến của năm học mới đó, mình mới đăng ký, rồi đăng ký hộ, rồi qua cái đầu mối là phòng dục. Thì cơ bản ở khối 1 và khối 2 là đầy đủ rồi. Trường tạm giữ ở đây, đến khi tụ trường thì nhà trường sẽ tổ chức trao cho các em. Là đơn vị cung cấp sách giáo khoa cho hơn 80 đại lý trên địa bàn tỉnh, từ đầu tháng 4, công ty cổ phần sách và thiết bị Đồng Tháp đã nhập về hơn 4 triệu bản sách giáo khoa, cũng như dụng cụ học tập, phục vụ việc phát thưởng và chuẩn bị năm học mới 2021-2022. Hiện đơn vị này còn tồn kho hơn 2 triệu bản sách giáo khoa. Công ty đã có ký cam kết với lại Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Tháp là phải đảm bảo cái cung cấp đầy đủ sách giáo khoa trong toàn tỉnh. Công ty rất khó khăn trong cái công tác phát hành. Các đại lý của công ty cũng đóng cửa. Năm học 2021-2022 là còn cái nhu cầu rất là lớn. Nhưng mà tôi khẳng định là coi như là đối với là cái sách giáo khoa thì nó sẽ không bao giờ thiếu. Đồng phục, sách giáo khoa, tập vở, chuẩn bị cho con em bước vào năm học mới trở thành nỗi lo lắng của không ít phụ huynh trong bối cảnh giãn cách xã hội liên tục. Với trường hợp đặc biệt khó khăn, ngành giáo dục luôn tạo điều kiện hỗ trợ học sinh đến trường. Những học sinh mà có hoàn cảnh khó khăn, tập trung học mà các em này không có sách giáo khoa thì nhà trường cũng sẽ phối hợp với các đoàn thể, hội khuyến học để tạo điều kiện để cho các em có đầy đủ sách giáo khoa để cho năm học mới. Phòng giáo dục đào tạo cũng chỉ đạo cho các trường xem trong thư viện có những bộ sách hoặc là những các em đã học trước đó thì để mượn để cho các em. Trong cái thời gian này thì phòng giáo dục đào tạo cũng chỉ đạo các trường giới thiệu những cái trang web, những cái bộ sách mềm để cho phụ huynh hướng dẫn các em lên đó để tham khảo. Ngoài việc đăng ký mua sách giáo khoa với trường, hiện nay phụ huynh và học sinh còn có thể mua sắm online sách giáo khoa, dụng cụ học tập và nhận hàng tại nhà thông qua kênh bán hàng trực tuyến bossmart.vn của Bưu điện Việt Nam, nhà sách trực tuyến fahasa.com. Từ đó, phụ huynh học sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hoàn toàn có thể yên tâm về nguồn sách giáo khoa chuẩn bị cho năm học mới.